Chào mọi người, ngày hôm nay Ru quay một cái video rất là đặc biệt. Bởi vì Ru vừa nhận được một cái hộp quà rất là to từ NYX Việt Nam. Đây, Ru sẽ cho mọi người xem cái độ to của cái hộp quà này. Trong cuộc đời mình chưa bao giờ có một cái hộp quà to như vậy. Mọi người thấy chưa? Vậy thì nếu như các bạn muốn biết đây là hộp quà gì và bên trong nó có những gì thì bây giờ tụi mình sẽ bắt đầu khám phá nó nha. Đầu tiên là một tấm thiệp. Nhìn cái này là thấy có không khí Valentine rồi đúng không? À, để coi. Happy Valentine. Chúc Ru một mùa Valentine tràn ngập những nụ hôn và quà tặng. Không biết ai sẽ hôn mình và ai sẽ tặng quà cho mình. NYX tặng Ru thật nhiều son để có thể hôn gái thật nhiều vào 14 tháng 2 nhé. Love and kiss. Bây giờ Ru sẽ bóc cái này ra. Lý do mà Ru ngồi chùm hổm là để có chỗ đặt cái hộp này lên và bóc ra cho mọi người cùng xem. Không chỉ là son NYX mà còn có một cái túi xách. Đây, cho mọi người xem. Đây là túi của mascara. Đây là cái đóng son bên trong. Giờ Ru sẽ đếm thử coi có bao nhiêu cây. Nói chung là có rất là nhiều loại son trong này. Son thỏi, này, son kem, rồi son nước. Tùm lum hết. 2, 4, 6, 7 8, 9, 10 và đây chính là số son mà Ru đã nhận được trong cái hộp quà này. Nhiều chưa? Nói chung là sau cái màn gọi là đếm son và bóc quà vừa rồi thì Ru vừa phải dọn dẹp lại cái phòng một chút. Và bây giờ thì Ru đã trở lại. Thực ra là trong cuộc đời Ru chưa bao giờ shopping một lúc 88 cây son. Và Ru cũng chưa bao giờ được tặng một lúc 88 cây son. Bây giờ cái việc tiếp theo mà Ru sẽ làm là khóa thử lên tay. Sau đó thì đánh lên trên môi cho mọi người xem một vài màu ha. Và như nãy Ru nói là Ru đang rất là hứng thú với những màu lạ. Cho nên là video này Ru sẽ thử những màu đó coi sao. Cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã theo dõi video ngày hôm nay của Ru. Và rất là cảm ơn NYX vì đã gửi tặng Ru một cái hộp quà mà chưa bao giờ trong cuộc đời Ru được nhận. Cảm ơn NYX Việt Nam rất là nhiều. Và như thường lệ đây sẽ là một video có giveaway trên là mọi người lại xem bên dưới để biết cách thức tham gia giveaway lần này nha. Và giveaway lần này sẽ lớn hơn mọi khi rất là nhiều. Và nhớ subscribe channel của Ru để theo dõi thêm nhiều video khác trong thời gian sắp tới nha.
Bound only by frozen memories.